Sau anh Nhật xin chào các bác nha. Hôm nay để bên em đóng hàng đi rất là nhiều, toàn cả hàng thùng to này các bác này, toàn quốc các bác ủng hộ nhé. Cái này là của bác Khánh Hòa này, hai chiếc máy rửa bát, hai chiếc này là hai chiếc lọc không khí. Hàng các bác mua bên em yên tâm nhé, toàn bộ đóng thùng xốp rất cẩn thận luôn. Đấy, đóng thùng xốp cực cẩn thận nhé. Okay, máy giờ bác em còn rất là nhiều, giá thành nhập tận gốc về làm, nhập tận gốc để làm phục vụ các bác nhé, cho nên là các bác yên tâm về giá luôn. Nguyên toàn bộ là đóng nguyên kiện luôn. Đấy, còn rất là nhiều lọc khí với cả. Đấy, cái chiếc này là lên đường để phục vụ bác khách hàng ở Quảng Ninh nhé. Thì còn rất là nhiều máy nhà bạn đang dọn, bác nào có nhu cầu các bác ủng hộ em nhé. Máy massage chân này,